hân hạnh được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng bán nhà của Vấp Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống website nhadathuyhung.com và trên hệ thống fanpage Facebook, Zalo Nhà Đất Huy Hùng bán nhà của Vấp Tân Bình và quận 12. Buổi chiều ngày hôm nay Hùng sẽ đến với mặt tiền đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đến với một căn nhà mặt tiền đường Hà Huy Giáp nha mọi người. Đây là đường Hà Huy Giáp này. Đường Hà Huy Giáp này thì có lộ giới là 30m và đường hiện hữu bây giờ đang là 15m nha mọi người. Đường rất là đông đúc và sầm uất. Khu vực này thì chúng ta kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, và hôm nay Huy Hùng sẽ gửi đến quý anh chị cũng như đại gia đình mình một căn biệt thự mini sân vườn với diện tích cực khủng, ngang 15, sâu 75m, diện tích trên sổ gần 1000m2 và được chia làm 3 sổ nha mọi người. Và chúng ta cùng để ý mặt tiền, mặt chính căn nhà. Nhà mình thì sẽ có một căn biệt thự mini, một khoảng sân vườn phía sau, một sân tennis và một sân phía trước rất là rộng nha. Đây là căn nhà nằm trên phường Thành Lộc, đường Hà Huy Giáp, mặt tiền đường luôn nha mọi người, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta cùng để ý không gian bên ngoài ở căn nhà. Đây là bên ngoài ở căn nhà nha mọi người. Rồi hôm nay xin mời tất cả mọi người chúng ta vào bên trong tham quan căn biệt thự với diện tích ngang 15, sâu 75, nằm trên mặt tiền đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà với diện tích rất rộng và có gần 1000m2, cũng như là được chia làm 3 sổ nha mọi người. Chúng ta có sổ sân này, sổ nhà và sổ sân vườn phía sau. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có khu vực cổng và tường rào, và cổng này là cổng sắt và có cửa tự động nha mọi người. Chúng ta có remote. Và chúng ta sẽ vào tham quan khoảng sân phía trước. Khoảng sân phía trước của nhà mình nè. Khoảng sân này nó khoảng 15 và nó sâu khoảng 13 nha mọi người. Đây, đây là khoảng sân phía trước. Nhà mình có sân trước, sân sau, một căn biệt thự ở giữa được xây dựng là một trệt và hai lầu cũng như là mái thái, có ban công phía trước rất đẹp và cao cấp. Sân vườn nhà mình thì trồng cây xanh. Sân này chúng ta đậu ô tô và đậu xe máy. Nhà mình thì phù hợp ở nghỉ dưỡng, làm văn phòng công ty, cho thuê ngân hàng hay là làm showroom spa thì rất là tuyệt vời. Đây là một căn nhà đang có giá bán, đang được bên Hùng chào bán với giá cực kỳ mềm, chỉ có 35 tỷ thôi nha mọi người. 35 tỷ chúng ta sở hữu được một căn nhà lên tới gần 1000m2 đất và được sử dụng hết đất với 3 sổ riêng, một sổ sân phía trước, một sổ nhà và một sổ sân phía sau. Hai bên thì chúng ta có tường rào và những hàng cây tre rất là đẹp, có tường rào xung quanh nha mọi người. Sân phía ngoài thì được lót đá và làm rất là sang trọng và đẳng cấp với những tường rào và những khoảng cổng rất là đẹp và cao cấp này mọi người. Đây, đây là sân, Hùng đang đứng ở khoảng sân nha. Và đây là căn nhà này. Căn nhà này là một căn nhà biệt thự được xây với diện tích là 12 và chiều dài của nó nằm khoảng 14m nha mọi người. Đây là căn biệt thự của nhà mình. Căn biệt thự này thì chúng ta có ban công phía trên và được xây là một trệt hai lầu và mái thái. Ở bên ngoài thì chúng ta có những cái bậc đi lên bằng có ốp đá hoa cương và những mảng trồng hoa và cây cảnh. Đây, đây chúng ta có một cái bậc đá hoa cương 5 bậc đi lên sảnh chính này. Và bên hông là sảnh lên gara ô tô. Đây là khu vực đậu gara ô tô này. Chúng ta có thể đậu được 7-8 chiếc xe ô tô trong nhà mình luôn. Đây là cái khu vực lên ô tô đậu trong nhà và cái gara ô tô của nhà mình đây. Đây nha mọi người. Nó rất tuyệt vời nha. Và không gian của căn biệt thự thì nó nằm ở đây. Với những cái khu vực bậc tam cấp đi lên này. Và đây chúng ta có một cửa cổ cam xe này. Đó. Trước khi vào tham quan căn nhà thì Hùng sẽ đi ra phía sau để chúng ta tham quan cái khoảng sân phía sau cũng như là sân tennis phía sau nha. Và các công trình phụ phía sau. Thì khoảng sân phía sau thì chúng ta sẽ có một khoảng sân được ốp đá xanh nữa. Đây. Khuôn viên căn nhà thì khoảng chừng 14m.
Và khoảng sân thì phía sau thì nằm khoảng chừng 6 mét nữa. Và chúng ta có một sân tennis phía sau. Ở đây thì gia chủ có trồng rất là nhiều cây, như là cây xoài này, cây vú sữa. Và hai bên thì là tường rào. Phía sau là sân tennis và các công trình phụ. Đây, đây là sân tennis nha mọi người, và công trình phụ phía sau. Thì toàn bộ khuôn viên của căn nhà thì được gia chủ xây hàng rào chắn và trồng tre xung quanh, cũng như hệ thống đèn và cây xanh rất là tuyệt vời. Phía sau đây chúng ta có công trình phụ như là phòng vệ sinh, kho để đồ, được lợp mái và trồng những cây chuối ở đây, có cả những vườn rau nữa nha mọi người. Khu vực này chúng ta có thể trồng rau xanh này. Đây là phía đằng sau của căn nhà. Phía đằng sau thì chúng ta bao gồm sân tennis này, một khoảng sân khoảng chừng 7 mét, được ốp đá xanh. Và đây là khuôn viên đường sau của căn nhà biệt thự, vườn với sân rộng phía trước, sân vườn phía sau, và được gia chủ thiết kế và bố trí rất đẹp, với một căn nhà nằm ở giữa và hai sân hai đầu kết hợp với sân tennis. Thì đây được xem là một trong những căn biệt thự diện tích lớn, được chia làm 3 sổ. Chúng ta có sổ sân ở ngoài, nó nằm khoảng chừng 400 m², sổ nhà khoảng 400 m², và sổ đường sau nó nằm khoảng chừng hơn 100 m² nha mọi người, là 3 sổ. Và 3 sổ này thì gia chủ đang để ở nhà, không có cầm cố ngân hàng nha quý anh chị. Và với giá bán 35 tỷ còn thương lượng, thì quý anh chị chúng ta quan tâm có thể gọi đến cho bên nhà đất Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình, hoặc chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhà đất Huy Hùng.com, cũng như trên hệ thống fanpage Facebook, Zalo nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta xem thêm nhiều những mẫu nhà phố, biệt thự, mini phố, những căn nhà phố giá rẻ từ 4 tỷ trở lên, cũng như là những căn biệt thự từ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển về phía đường trước để chúng ta tham quan căn nhà, căn biệt thự nha. Với rất là nhiều cây xanh và sân vườn như thế này, đây được xem là một trong những căn biệt thự có giá mềm nhất quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà biệt thự mà lại nằm mặt tiền đường nữa, rất là thuận tiện cho đại gia đình mình có thể vừa ở vừa làm văn phòng công ty, cho thuê showroom, ngân hàng hay là nghỉ dưỡng, đều rất là tuyệt vời. Và giá bán đang được bên chủ nhà đưa ra cũng chỉ có 35 tỷ, rất là mềm mại nha mọi người. Đây là khu vực mặt sau của căn nhà này. Và vị trí căn nhà thì nằm sát với khu vực ngã tư ga, khu vực biệt thự của ngã tư ga, phường Thành Lộc, quận 12. Kề bên là Gò Vấp, từ nhà mình đi ra Gò Vấp khoảng chừng 10 phút thôi. Và đi về sân bay cũng khoảng chừng 20 phút thôi nha mọi người, 15 đến 20 phút thôi. Và với vị trí đẹp gần trung tâm như thế này, thì quý anh chị chúng ta quan tâm có thể gọi đến cho bên Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi chúng ta sẽ vào tham quan căn nhà. Ở đây chúng ta còn có một lớp cửa nữa này. Cửa đây đi vào phòng phòng bếp nha. Cửa đây thì chúng ta đi vào phía sau phòng bếp, với khu vực tủ kệ bếp trên dưới. Phía dưới là tủ gỗ căm xe, phía trên là tủ bếp màu trắng được làm bằng gỗ an cường. Dưới đợi tầng trệt này thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ dành cho người già dưới tầng trệt luôn, với tủ áo và khu vực để giường ngủ. Và tất cả các phòng ngủ thì đã được gia chủ gắn máy lạnh sẵn rồi. Cái phòng ngủ dành cho người già dưới tầng trệt này thì cũng được gắn máy lạnh và có cửa sổ ra khu vực mặt tiền phía sau. Và ở đây là phòng vệ sinh dành cho dưới tầng trệt, với bồn cầu, lavabo và vòi tắm hoa sen. Nhà mình sẽ có 5 phòng ngủ nha quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ tham quan từ phòng bếp ra nha. Phòng bếp xong chúng ta sẽ đến phòng khách này. Đây là toàn bộ không gian của phòng khách nhà mình. Phòng khách thì chúng ta sẽ có những cái tủ kệ để đồ, có cầu thang ở góc nhà. Và không gian phòng khách thì chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng khách khép kín như thế này. Với một không gian phòng khách đây thì chúng ta sẽ có cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính. Cửa này thì chúng ta sử dụng cửa nhôm sinh pha nha mọi người. Đây. Đó. Rất là thoáng nha. Chỗ này chúng ta đặt sofa. Và chúng ta có thể đặt sofa ở đây. Và sảnh phía ngoài là cửa ra mặt tiền chính, cũng như là cửa chính đi vô nhà. Và hướng nhà mình, Hùng xin nhắc lại mọi người, hướng nhà mình thì hướng nhà mình là hướng đông nha mọi người, hướng đông, hướng chính đông.
phù hợp với quý anh chị mình thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và quý anh chị quan tâm có thể gọi đến cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Một căn nhà ngang 15, sâu 75, có hướng Đông Tứ Trạch, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và căn nhà rất là rộng, một căn biệt thự như thế này thì đang có giá bán được bên chủ nhà chào bán ra với giá chính chủ là 35 tỷ. Còn thương lượng, quý anh chị quan tâm thì hãy bốc máy và gọi đến cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Chúng ta đang tham quan không gian bên trong dưới phòng khách, phòng bếp cũng như là phòng ngủ dưới tầng trệt dành cho người già, và chúng ta di chuyển lên trên lầu để tham quan các phòng ngủ phía trên nhé. Khu vực cầu thang thì với tay vịn của cam xe, mặt cầu thang được ốp gỗ và mặt đứng thì chúng ta ốp đá màu trắng nhé. Trên lầu thì mỗi lầu chúng ta sẽ có những cái sảnh rất là rộng như thế này, và sẽ có các phòng ngủ bên trong. Đây là phòng ngủ số 1 này. Phòng ngủ này thì chúng ta có một phòng ngủ khá rộng với sàn được ốp gỗ và cửa sổ cũng như là cửa trước bên hông rất là nhiều, lấy sáng và lấy gió cho toàn bộ căn nhà. Đây là phòng ngủ số 2. Đó, phòng ngủ khá rộng nha mọi người, được tặng máy lạnh sẵn rồi. Và phòng ngủ nhà mình thì cũng có tủ áo và phòng vệ sinh trong. Đây là khu vực không gian tủ áo của phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trên và vệ sinh này. Phòng vệ sinh thì với đầy đủ thiết bị bồn tắm đứng, bồn cầu, lavabo và vòi tắm hoa sen nha mọi người. Đây là phòng vệ sinh. Và sảnh này thì chúng ta cũng có cửa ra ban công này. Cửa ra ban công của ra khu vực phía sau này, khu vực sân tennis và sân vườn phía sau nha. Thì chúng ta sẽ qua phòng ngủ số 3 và số 4 này. Đây là phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này thì chúng ta có ban công phía trước này. Và ở lầu 1 này chúng ta cũng có ban công xung quanh, chạy xung quanh căn nhà, chạy xung quanh khu vực gara xe hơi nha quý anh chị. Đây, cái ban công ngay lầu này. Đó. Đây, ban công chạy xung quanh căn nhà nhé. Đây là phòng ngủ số 3. Có tủ áo luôn. Và phòng ngủ số 4 bên này, mỗi lầu chúng ta sẽ có 3 phòng. Phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh này. Lầu này thì chúng ta có 2 phòng vệ sinh và phòng ngủ số 4 ở đây. Tất cả phòng thì gia chủ đã gắn ống máy lạnh sẵn rồi. Gắn máy lạnh sẵn rồi, máy lạnh LG nha. Và hệ thống màn rèm cửa cũng như là cửa ra rất là thoáng mát luôn. Đó, nhà này thì chưa ai ở nha, đang để trống. Rồi chúng ta sẽ lên lầu trên để chúng ta tham quan nha. Quý anh chị quan tâm đến căn biệt thự mặt tiền đường này thì có thể gọi cho bên Huy Hùng để đi xem trực tiếp, thì chúng ta sẽ hình dung được đầy đủ vị trí, không gian cũng như là cách bố trí và không gian rất là tuyệt vời của căn biệt thự mini này. Và chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ số 5 và số 6 nhé. Nhà mình có 6 phòng thì tất cả phòng đều có tủ áo và cửa sổ cũng như là máy lạnh đầy đủ hết luôn. Phòng này có phòng vệ sinh trong luôn nha mọi người. Đây là phòng vệ sinh với bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen và bồn cầu, lavabo rửa mặt. Đây là khu vực sảnh chờ. Sảnh này chúng ta có thể làm phòng thờ, hoặc là chúng ta có thể làm phòng thờ phía trước đây. Đây là phòng số 6 này. Phòng số 6 này chúng ta có thể làm phòng thờ nha. Đây, quý anh chị có thể làm phòng thờ ở đây và phòng vệ sinh ở đây nha mọi người. Đó. Với cách bố trí là 6 phòng ngủ, 7 phòng vệ sinh, 4 sân thượng. Đây là sân thượng này, sân thượng trước này. Và phía sau đây sẽ là sân thượng sau. Đó, sân thượng sau nha mọi người. Đó, rất tuyệt vời nha. Mặt tiền hà huy giáp, ngang 15, sâu 75, giá bán 35 tỷ. Quý anh chị vừa xem xong video trực tiếp tại căn nhà mặt tiền nằm ngay cầu vượt ngã tư ga khu vực phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm hãy gọi đến cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Huy Hùng rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.